Hello mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì mình hướng dẫn mọi người cái cách claim cái NFT đến từ cái dự án Foxaga. Thì đây là một cái dự án về Mimicoin nhé. Nó đang bắt theo cái trend Mimicoin trong cái thời điểm hiện tại này. Thì chúng ta tham gia vào cái kèo này thì nó là hoàn toàn miễn phí. Thì cứ chơi thôi, cứ chơi coi như là một kèo xổ số. Và khi nắm giữ được cái NFT Gaga này thì mọi người sẽ có cơ hội là nhận được cái token của dự án hoặc là cái NFT của dự án nhé. Thế còn anh em thì cũng không nên đầu tư vào những cái dự án như thế này. Đó, thì để tham gia được vào dự án này, mọi người hãy bấm vào cái đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào cái thanh trên này này, chọn copy cái địa chỉ này. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ mở cái ví MetaMask lên cho mình. Rồi sau đó thì mọi người bấm vào mục trình duyệt này nhé. Bấm vào trình duyệt này và mọi người sẽ dán cái đường link mà mọi người vừa copy vào đây. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ chọn kết nối ví ở đây thì nó sẽ kết nối ví với mọi người. Và xuống đây thì mọi người bấm vào cái mục quét airdrop này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người kéo lên. Thì ở đây thì mọi người sẽ hoàn thành các nhiệm vụ này. Đầu tiên là kết nối ví mạng Ethereum này. Rồi chọn ký này. Xong. Đến nhiệm vụ thứ hai thì mọi người sẽ kết nối với Discord. Rồi ở đây thì mọi người sẽ cấp quyền cho Discord nhé. Ok. Rồi sau đó thì sẽ join vào Discord này. Rồi, chọn chấp nhận lời mời. Rồi, sau khi trả lời 3 câu hỏi thì mọi người đã join được vào cái nhóm nhé. Và ở đây thì mọi người có thể tích vào những cái dấu like, dấu tích này cho mình. Đó. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chấp nhận lời mời của Foxaga. Rồi sau đó thì mọi người sẽ kéo cái màn hình sang phải này, bấm chọn vào verify cho mình. Rồi mọi người sẽ bấm chọn verify nhé. Rồi ở dưới này thì là gì đây, airdrop role. Rồi ok, đánh vào dấu tích này, kéo tiếp màn hình sang phải. Thì ở dưới này nó sẽ có những cái nhóm Discord của các nước ấy. Thì mọi người sẽ vào chat một cái tin nhắn. Ví dụ nhé, mọi người bấm chọn vào General này. Rồi, chọn 2 là được thôi nhé. Ok, bây giờ thì sẽ quay trở lại với cái ví MetaMask. Rồi, mọi người sẽ kích chọn Verify. Ok, nhiệm vụ tiếp theo là kết nối đến Twitter. Rồi sau đó cấp quyền cho Twitter nhé. Ok. Rồi nhiệm vụ cuối cùng thì mọi người sẽ bấm vào đây. Ở cái nhiệm vụ cuối cùng này thì nó hơi bị lag, thì có thể mọi người sẽ phải load lại một vài lần nhé. Rồi chọn đăng tweet này. Ok, sau đó bấm chọn verify. Thì nó hơi lag tí, mọi người có thể sẽ đây này, nó hiện check full này. Mọi người có thể load lại và một vài lần gì đó, nó hơi lỗi một tí. Rồi ok, sau một vài lần load đi load lại thì đã thành công nhé. Sau khi thành công tất cả các nhiệm vụ thì mọi người kéo xuống. Thì nó sẽ xuất hiện cái chữ claim ở đây. Claim này nó sẽ sáng lên, mọi người bấm chọn vào đây nhé.
Rồi, như vậy thì mọi người đã claim thành công. Đó thì cái thời gian mà mở cái book NFT này thì nó cũng chưa rõ thời gian là bao giờ sẽ được mở. Đó, nhưng mà theo như tìm hiểu thì cái dự án này là dev của người nước ngoài nhá, nên là cũng không phải dev của Việt Nam, nên là chúng ta cũng có thể tin tưởng vào cái dự án này. Đó thì đây là một cái kèo hoàn toàn free và miễn phí, hy vọng thì nó sẽ thành công. Đó thì mọi người cố gắng làm những cái kèo free này cho mình nhé. Ok, mình kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.